Mới đây vào chiều mùng 4 tháng 1, trên mạng xã hội không ngừng xôn xao trước loạt ảnh chụp lại những dòng bình luận được cho là của Linh Lan, vợ Vân Quang Long. Theo đó, đây là những lời chia sẻ của vợ cố nghệ sĩ trước khi chồng qua đời. Cụ thể, khi trả lời bình luận của một số tài khoản trên TikTok vào ngày 26 tháng 10 và 21 tháng 11, Linh Lan đều khẳng định mình chưa có chồng và đang đi kiếm người đem lại hạnh phúc, sự an toàn. Điều này khiến netizen cảm thấy khó hiểu vì trên thực tế, thời điểm đó cô và Vân Quang Long đã kết hôn, có với nhau một bé gái. Tuy nhiên, một vài người lại tỏ ý kiến bênh vực cho rằng đây chỉ là những câu nói bông đùa của Linh Lan với bạn bè trên mạng xã hội, chứ không có ngụ ý gì. Tìm lại tài khoản TikTok, hai bài đăng và loạt bình luận này đã bị xóa. Khi được liên hệ để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên, thì Linh Lan đang trong tình trạng khóa máy. Sau khi ca sĩ Vân Quang Long qua đời, nhiều thông tin xoay quanh gia đình, đặc biệt là hai người vợ của anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Được biết Vân Quang Long có hai đời vợ. Vân Quang Long và Linh Lan kết hôn vào năm 2016. Cả hai quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bé Helen chưa đầy 2 tuổi, chính là con của Vân Quang Long và người vợ hiện tại. Trước đó, cố ca sĩ từng trải qua một lần tan vỡ hôn nhân. Vợ cũ của anh là Ái Vân, một nhà sĩ nổi tiếng. Cả hai đã có với nhau hai người con là bé Trác Kỳ và Trác Hy. Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao suốt những ngày qua chính là những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bố mẹ ruột Vân Quang Long và người con dâu. Đầu tiên, người vợ hai Linh Lan bất ngờ lên tiếng đính chính chuyện bị tố sửa tên con riêng của chồng trong cáo phó. Cô cho rằng mọi chuyện là do người vợ đầu làm, bản thân không hề nhúng tay. Tiếp đó, phía ba mẹ của Vân Quang Long bất ngờ cho biết họ không chấp nhận con dâu thứ hai Linh Lan. Trong một clip phỏng vấn được chia sẻ mới đây, bố mẹ ruột của Vân Quang Long đã lên tiếng nói rõ về quan hệ giữa gia đình với Ái Vân và Linh Lan. Theo đó, mẹ Vân Quang Long cho biết trong quá trình vợ chồng giận hờn, Ái Vân cũng có quen với một người. Nhưng hiện tại nó đã thôi lâu rồi, coi như không có chồng. Tuy nhiên Ái Vân vẫn cư xử với ba mẹ chồng như bình thường, nên tụi cô mới coi nó như là con gái ruột. Ái Vân vẫn đưa hai đứa con về đây đàng hoàng. Tết năm ngoái nó vẫn về chụp hình chung cho gia đình và gửi cho Hiển, tên của Vân Quang Long xem. Còn đối với cô Linh Lan thì tôi cấm không cho vào nhà, bởi vậy cô ấy đâu có được vào đây mà coi như con được. Bây giờ Hiển đã an nghỉ rồi thì chuyện đó bỏ qua, còn đứa cháu gái... Nó nói là mang dòng máu của Hiển thì kêu ông bà nội. Tôi mới nói là chuyện đó để về sau, tại vì tôi đã không chịu từ đầu rồi. Cô ấy đâu phải hợp pháp, chính thức gì đâu bởi tôi đâu có đứng ra cưới hỏi gì. Cô ấy đâu có ở đây ngày nào đâu bởi vì tôi đâu có cho. Vì Long mất nên người ta mới xé ra câu chuyện này. Chứ thực tế cả xóm này không ai biết Long có thêm vợ nữa. Ngày trước tôi có nói với Long là ba mẹ không chấp nhận việc đó. Ba mẹ chỉ chấp nhận một vợ một chồng thôi. Mẹ Vân Quang Long chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, bố Vân Quang Long cũng khẳng định, theo pháp lý và thực tế thì Linh Lan không liên quan đến gia đình tôi, chỉ có cái danh thôi. Ái Vân thì thương và lo cho chúng tôi, nó còn nói sau này nó lo cho chúng tôi lên Sài Gòn sinh sống cùng. Về chuyện nhiều người nói bà nhà tôi không thấy khóc khi con qua đời là bậy bạ. Khi khách đến thăm chia buồn về hết, bà ấy lại vào trong buồng bà ấy khóc. Cái khóc này là chết trong tim, chết trong lòng. Có người nói con chết sao không trở về làm đám ma, tuy nhiên trong lúc này dịch bệnh rất phức tạp con lại qua đời ở Mỹ. Ở bên đó, cậu mợ ruột và bạn bè nghệ sĩ cũng đã tổ chức tang lễ cho con. Ở Việt Nam, bố mẹ cùng người thân đã làm lễ tại chùa Giác Ngộ, sau này hài cốt đem về mới chôn ở quê nhà. Những thông tin này hiện đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó trên trang cá nhân, Linh Lan khẳng định mình là vợ hiện tại hợp pháp của ca sĩ Vân Quang Long. Tại tang lễ ở Việt Nam diễn ra vào ngày 1 tháng 1 vừa qua, cô cùng con gái cũng xuất hiện đeo khăn tang cho chồng. Đáng chú ý, một người quen của Linh Lan mới đây đã chia sẻ loạt ảnh ba của Vân Quang Long xuất hiện ở tiệc sinh nhật cháu nội bé Helen. Đồng thời còn cho biết gia đình Vân Quang Long đã qua nhà Linh Lan làm đám hỏi nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Hiện tại phía Linh Lan vẫn chưa lên tiếng chính thức khi ba mẹ của Vân Quang Long không coi mình là con dâu.